Tiếp tục cái phần thứ ba các em nhé. Cái phần thứ ba trong cái nội dung mà kiến thức chuẩn bị đó, thì một cái nội dung nữa rất quan trọng xuyên suốt cái lớp 12 đó là cái phần đạo hàm các em nhé. Trong cái file mà thầy gửi các em đó là tổng hợp cái công thức đạo hàm của những cái chương tiếp theo luôn. Do đây là cái chương đầu tiên đó, thì các cái công thức đạo hàm ở lớp 10, 11 đó, ở cuối năm lớp 11 đó, thì chưa có đầy đủ, nên lớp 12 thì ở chương số 3, số 2 và số 3 thì các em sẽ được cung cấp thêm các công thức đạo hàm khác nữa ha. Thì ở đây thầy chỉ ôn tập những cái công thức đạo hàm mà các em dùng được liền cho cái chương số 1 các em nhé, là cái phần hàm số. Thì yêu cầu đối với các em đó là hãy thuộc kỹ các công thức đạo hàm là một. Thứ hai là khi gặp cái bài toán mà tính đạo hàm đó, thì các em tính đạo hàm cho nó rất là nhanh các em nhé. Rồi, không mất thời gian nữa, các em hãy lấy giấy viết ra và chúng ta ghi lại cái bản. Thứ nhất là chúng ta ghi lại cái bản đạo hàm. Bản đạo hàm. Rồi, về cái bản đạo hàm đó thì chúng ta chia ra làm hai phần. Thứ nhất là cơ bản và thứ hai là đạo hàm của hàm hợp. Rồi. Bản đạo hàm. Đây thầy chia thành hai bản ha. Bên đây là cơ bản. Bên đây là cơ bản. Còn phần bên đây là của hàm hợp. Rồi. Thì chúng ta có các công thức đạo hàm như sau. Một, đó là C đạo hàm thì bằng 0. Rồi, X đạo hàm thì nó bằng là 1. C là hằng số, đạo hàm thì bằng 0 các em nhé. Và X đạo hàm thì bằng 1. Công thức thứ hai đó là X mũ N mà đạo hàm thì nó sẽ bằng N nhân với X mũ N trừ cho 1. Cái thứ ba đó là căn X đạo hàm thì nó sẽ bằng là 1 chia cho 2 căn X. Và thứ tư đó là 1 chia cho X đạo hàm thì nó bằng là trừ 1 chia cho X bình phương. Và cái thứ năm là các cái công thức đạo hàm liên quan đến cái hàm số lượng giác, là sin X đạo hàm thì nó sẽ bằng là cos X. Và cos X đạo hàm thì nó bằng trừ sin X ha. Và thứ bảy là tan X đạo hàm thì bằng 1 phần cos bình phương của X. Và cái thứ tám là cotan của X đạo hàm thì nó bằng là trừ 1 phần sin bình phương của X. Rồi, cái này là 8 cái công thức đạo hàm cơ bản ha. 8 công thức đạo hàm cơ bản. Và tương ứng với các công thức này thì chúng ta có các công thức đạo hàm của hàm hợp như sau. Cho U bằng là UX thì chúng ta có là cái công thức đạo hàm tương ứng với X mũ N đạo hàm, thì chỗ này ta có U mũ N đạo hàm. U là một cái hàm số theo X thì sẽ bằng U phẩy nhân với, ghi như thế này cho các em dễ nhớ, N nhân cho U mũ N trừ 1 nhân với U phẩy. Rồi. Cái thứ ba bên đây là căn U đạo hàm thì nó bằng là U phẩy chia cho 2 căn U ha. Rồi thứ tư là 1 chia U đạo hàm thì bằng trừ U phẩy chia cho U bình phương. Rồi thứ năm là sin của U đạo hàm thì bằng U phẩy nhân cos U. Rồi thứ sáu là cos của U đạo hàm thì bằng là trừ U phẩy nhân với sin U các em nhé. Rồi thứ bảy là tan của U mà đạo hàm đó thì nó bằng là U phẩy chia cho cos bình phương của U. Và cái thứ tám là cotan của U đạo hàm thì nó bằng là trừ U phẩy chia cho sin bình phương của U. Rồi, đây là thầy vừa nhắc lại cho các em 8 cái công thức đạo hàm cơ bản ha, là những công thức này chúng ta hay sử dụng.
Còn những công thức đạo hàm mà thầy ghi trong cái file tài liệu đó là các em sẽ được học tiếp qua cái chương số 2 trong cái phần giải thích lớp 12, là cái chương mũ với logic các em nha. Ngoài 8 công thức này ra thì các em nhớ thêm các quy tắc đạo hàm của một tổng và đạo hàm của một cái tổng hiệu và tích thương đó. Thì thứ hai là chúng ta nhớ là một cái quy tắc đạo hàm. Quy tắc đạo hàm. Đây là quy tắc đạo hàm của tổng hiệu tích thương, thì thầy chỉ ghi cái tích và thương thôi, tại vì cái tổng và cái hiệu thì nó cơ bản rồi. Rồi. Một là U nhân với V mà tất cả đạo hàm đó thì nó sẽ bằng là U phẩy nhân với V cộng với V phẩy nhân với U ha. Cái thứ hai là U chia V đạo hàm thì nó sẽ bằng là U phẩy nhân với V trừ cho V phẩy nhân với U chia cho V bình phương. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có bổ sung một số cái công thức tính nhanh mà chúng ta hay gặp. Tiếp theo thì thầy nói qua một số cái công thức bổ sung. Công thức bổ sung. Công thức bổ sung. Ở đây ta bổ sung thêm 3 cái công thức. Một là AX cộng B chia cho CX cộng D. Mà đạo hàm đó thì nó sẽ bằng là cái định thức đó. Đây thầy ghi định thức A, B, C, D chia cho cái mẫu CX cộng D tất cả bình phương. Cái này là cái định thức đó. Khi ghi thế này là các em hiểu định thức là tích dấu huyền trừ dấu sắc A nhân D trừ B nhân C. Ở đây chúng ta sẽ có A nhân với D trừ cho B nhân với C chia cho cái mẫu là CX cộng D tất cả bình phương. Và các em chú ý là khi mà các em sử dụng các công thức đạo hàm này đó thì các em ghi cho nó đúng cái thứ tự các em nhé. Là các em ghi cho đúng công thức là X đứng với X và hàng số đứng với hàng số, ghi đúng thứ tự như này nha. Khi mà cái bài toán người ta sắp xếp không đúng thứ tự đó thì các em hãy cố gắng sắp xếp đúng thứ tự trước rồi sau đó đạo hàm để cho nó đừng có sai. Khi đạo hàm sai là những cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ sai luôn á. Rồi. Công thức số 2 là AX bình phương cộng cho BX cộng cho C chia cho này là DX cộng cho E. Rồi này đạo hàm thì nó sẽ bằng là ADX bình phương lấy A nhân với DX bình phương cộng cho 2AEX cộng với BE trừ cho CD. Là che cái phần x bình này nè, em che phần x bình này lại. Là phía sau là em sử dụng cái định thức là B nhân E trừ cho C nhân với D. Thì khi gặp những bài toán này thì yêu cầu các em cố gắng là nhớ được cái công thức tính nhanh và tính cho nó nhanh nhé. Chứ đừng có sử dụng là U chia V cho những cái trường hợp này thì nó sẽ tốn thời gian lắm các em nhé. Rồi, cái thứ ba là A1X bình cộng cho B1X cộng cho C1 chia cho A2X bình cộng cho B2X cộng cho C2. Thì thật ra là cái số 3 là cái tổng quát ha, tổng quát đạo hàm. Thì cái này đạo hàm thì nó sẽ bằng cái gì? Để các em nhớ cho thầy nè, em sắp xếp đúng thứ tự X bình đứng X bình, X đứng X và số đứng với số ha. Thì các em sẽ nhớ theo cái quy tắc là che từ phải sang trái cho thầy. Là em che cái này lại, che cột này lại nè. Che từ phải sang trái, che cột lại này ha. Làm sao được là A1, B2 là cái định thức như chỗ này nè. Là A1, B1, A2, B2. Ở chỗ này là X bình phương, đúng không? Cộng với, ở vị trí giữa thì em nhớ là nhân thêm 2 vào. Và chỗ này các em nhớ là sẽ là gì đây? Là che từ phải sang trái, em che cột này xong, thêm che cột này. Thì cột này sẽ còn lại là A1, C1, A2, C2. Thì khi ghi này là em hiểu là định thức nha. Nhân với x cộng với em che cái cột cuối cùng, che từ phải sang trái, cột này thì sẽ còn lại là B1 C1 và chỗ này là B2 C2 và tất cả chúng ta sẽ chia cho cái mẫu bình phương ha. Rồi. Và thầy
vừa nhắc lại cho các em các cái công thức đạo hàm. Ngoài ra thì một cách tổng quát về công thức đạo hàm của hàm hợp đó, thì chúng ta nhớ là f của ux mà đạo hàm đó, f của ux mà đạo hàm, đây là công thức tổng quát là đạo hàm của hàm hợp. F của ux đạo hàm thì nó sẽ bằng là u phẩy x nhân với f phẩy của ux. Thì cái này chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong cái chương mà chúng ta sẽ học tiếp theo. Nói chung là gặp nhiều lắm, đạo hàm của hàm hợp. Thì các em nhớ cái công thức quy tắc này ha. Rồi, là thầy vừa nói qua xong cho em về cái những cái công thức đạo hàm mà chúng ta sẽ thường sử dụng trong cái chương tiếp theo. Và thầy nhắc lại một lần nữa là những cái công thức này các em phải thuộc cho nó nhuần nhuyễn. Và khi tính đạo hàm thì yêu cầu các em tính đạo hàm cho nó nhanh, chứ không phải là tính đạo hàm cho nó đúng ha, phải tính cho nó thật là nhanh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần bài tập để củng cố các công thức cho các em nhé.